chia sẻ với anh em một số cái bí quyết nhỏ để làm sao để cho hình xăm của mình nó được đẹp hơn. Thì đây là trên hình của anh em để thấy, đây là một cái mẫu xăm của bạn học viên bên nhà mình vừa mới vẽ xong. Thì anh em thấy thế nào? Thứ nhất là đây là hoa này, chủ thể là hoa này, và chúng ta có sóng nước và chúng ta có mây. Đó, nhìn sơ qua thì nhìn cũng ổn đúng không? Tại vì bạn này cũng mới biết vẽ hoa thôi, sóng nước thì chưa biết vẽ này, mây thì biết sơ sơ này. Đó, tổng thể như này. Nhưng mà có một cái mà mình không thích ở trên cái mẫu này mà mình thấy là cũng rất là nhiều bạn mắc phải, đó là những chi tiết nó bị rời rạc với nhau. Ví dụ như là hoa này, mấy sóng nước này với mây này, nó không có sự gắn kết. Tất nhiên là chúng ta sắp xếp như thế này là ok rồi. Tuy nhiên là tại sao mình nói là không có sự gắn kết? Đó là anh em thấy này, hoa thì nó ở tận trên này, sóng thì tận ở đây, mây thì nó ở đây. Mỗi những cái ba cái thứ này thì nó liên kết với nhau. Đáng nhẽ là nó sát một chút nữa thì nó sẽ ok hơn. Đằng này thì nó đang bị hở một chút này, hở những chỗ như này này, những chỗ như này này, những chỗ như này này. Thực ra những chỗ như này thì mình hở ra thì mình cũng không làm được gì cả, không làm được gì cả. Thì mình có hai phương án như này. Ngày trước ý, thì một là mình cách hẳn ra, hai nếu mà đã sát như này rồi thì mình phải cho sát hẳn vào. Mình lấy ví dụ như là cái sóng nước này, sóng nước này anh em có thể vẽ đây, vẽ một cái sóng nước như này, đó như này thì anh em có thể vẽ vào tận trong này này, tận trong này luôn anh em nhé, tận trong này này, đó vào tận trong này luôn thì nó sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề cho anh em. Đó, hoặc là sóng nước này mình vẽ là lên trên chỗ này nhé, không vấn đề gì cả, hẳn lên trên mây luôn. Đó, mình sẽ vẽ tạm như này đi. Đó, anh em phải thấy khi mà chúng ta vẽ nó có sự liên kết và nó sát vào nhau như này là gì, nó sẽ có cái sự liên kết tổng thể. Đó, khi mà hoa chúng ta vẽ này như này thì hơi khó nhìn đúng không anh em, đây là mình không có bút màu đỏ nào để vẽ hoa nó chuẩn hơn, nhưng mà đại khái thì anh em vẽ ví dụ bông hoa như này, chúng ta đừng ngại vẽ một cái sóng, nó cái chân sóng này thì nó phải che lấp được cái khoảng ở bên dưới của cái chân hoa này. Đó thì nó sẽ bớt cái khoảng trống đi, ví dụ như mây như trên này thế. Thì đây, đoạn này cái đoạn khoảng trống này nó chỉ có một tí thôi, hoặc là chúng ta vẽ thêm, vẽ hẳn cái chỗ sóng lên một chút để cho nó mất luôn khoảng trống này đi. Ê, thì nó không vấn đề gì cả. Đó thì nó sẽ tạo ra cái sự liên kết và nó sẽ khiến cho hình của chúng ta nó đầy đặn hơn, nó đầy đặn hơn và nó đỡ bị rời rạc hơn. Đó, cái này mình thấy là rất là nhiều anh em mắc phải vì cái điều này. Nó chỉ là một cái đơn giản thôi, nhưng mình nghĩ rằng nó sẽ giúp cho anh em cải thiện được khá là nhiều. Đó, chúng ta thiết kế hình xăm thì chúng ta cứ tạo cái sự liên kết với nhau cho nó chặt chẽ một chút, và nó một là thứ nhất, hoặc là nó mau hẳn bên trong, hoặc là nó sẽ cách rời rạc để chúng ta thêm những chi tiết khác, chứ chúng ta đừng để nó rời rạc từng thứ ra một, và những cái khoảng trống đấy chúng ta rất là khó để chúng ta có thể làm việc được. Đó, như chỗ này thì sóng đến đây rồi thì chúng ta cứ thế là vẽ hoa từ đây thôi, vẽ hoa là từ đây, đây từ đây. Đó, mình lại không có bút đỏ ở đây nên là vẽ này thì anh em hơi khó nhìn một chút, nhưng mà đó, đại khái thì nó là như thế. Đó, mình vẫn bảo anh em rồi, hoa ấy thì đằng đằng phía đằng này này thì chúng ta không thể để thiếu được, nhưng mà phía đằng này này, phía đằng chân của hoa này, bên dưới của cánh hoa, bên dưới của hoa này thì chúng ta có thể là lấp sóng hoặc là lấp mây vào thì hoàn toàn thoải mái anh em nhé, không vấn đề gì cả. Đó, còn phần trên này chúng ta hạn chế này, phần trên này chúng ta hạn chế chèn mây vào đây, ví dụ là không có chèn sóng hay chèn mây vào đây nó sẽ nhìn bông hoa nó sẽ không được được trọn vẹn ấy. Đó, bước đầu thì chúng ta cứ thế, còn sau này là tùy vào cái sáng tạo. Như là sau này thì chúng ta cũng không nhất thiết là phải, khi mà chúng ta đã thuận tay rồi ấy, mà thiết kế nó được ổn rồi thì kể chèn sóng ở đây các thứ một chút cũng không vấn đề gì cả. Đó, nó chỉ là một thứ đơn giản thôi, nhưng mình nghĩ rằng là nó sẽ giúp ích được cho anh em. Ok, và cảm ơn anh em rất là nhiều.